Từ 45 đến 55 tuổi, có ba đại họa mà hầu hết mọi người đều phải trải qua, hãy chuẩn bị tâm lý. Đây là những vấn đề điển hình của khủng hoảng tuổi trung niên trong cả sự nghiệp, đời sống và gia đình. Hầu hết ai cũng phải trải qua, nhưng khi đã có sự chuẩn bị, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Theo quan điểm y học, một khi con người đã qua độ tuổi 45, các chức năng thể chất sẽ suy giảm dần và thể trạng ngày càng xấu đi. Thậm chí sinh lực của mỗi người cũng giảm sút con người rất dễ bị tổn thương, chỉ cần cơ thể có vấn đề thì lập tức hàng loạt vấn đề tiếp theo sẽ xuất hiện. Điều này không chỉ đúng trong khía cạnh thể chất mà còn bao gồm cả khía cạnh tinh thần. Trong thời đại ngày nay, do nhịp sống xã hội ngày càng tăng và áp lực xã hội ngày càng lớn, tình trạng khủng hoảng tuổi trung niên càng tới sớm hơn, kéo dài lâu hơn. Các cuộc khủng hoảng tuổi trung niên có thể kéo dài khoảng 3 đến 10 năm ở nam giới và 2 đến 5 năm ở phụ nữ. Khủng hoảng ở nam giới có nhiều khả năng do các vấn đề công việc, sự nghiệp gây ra, còn ở phụ nữ thường đến từ các đánh giá cá nhân về vai trò của họ trong gia đình, xã hội. Những vấn đề giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Khi đạt đến một mức nhất định, những xui xẻo và tai ương sẽ xuất hiện, khiến chúng ta từ từ hiểu được khó khăn trong cuộc sống là gì. Trong khoảng 10 năm từ 45 đến 55 tuổi, có 3 đại họa mà mọi người nên lưu ý. 1. Nghỉ hưu. Khi bạn 45 tuổi, bạn có còn muốn tiếp tục làm việc không? thực tế trong thời đại đề cao vật chất như ngày nay ai cũng cần phải làm việc cho đến già cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền tuy nhiên vì công việc có áp lực cạnh tranh rất lớn và thị trường lao động ngày càng nóng hơn điều đó đồng nghĩa những người trung niên sẽ dần bị loại khỏi cuộc chơi điều này đã trở thành một quy luật bất khả kháng ở công sở khi mà năng lực trình độ của bạn vẫn rất tốt nhưng điều kiện sức khỏe và độ tuổi không còn phù hợp doanh nghiệp hiển nhiên sẽ tìm kiếm nhân sự trẻ khỏe để thế chỗ Tuổi trẻ mất việc, nhảy việc thì vẫn có thể từ từ chờ đợi các cơ hội mới. Công ty này không tuyển thì tìm công ty khác, nhưng thất nghiệp tuổi trung niên thì là cơn ác mộng thực sự vì bản thân họ phải là chỗ dựa cho người khác, không thể vô ưu vô lo qua ngày. Đây chính là đại họa thứ nhất mà chúng ta phải học cách dần thích nghi và chấp nhận khi bước vào giai đoạn từ 45 đến 55 tuổi. Điều quan trọng là dù ở độ tuổi nào, bạn cũng phải giữ vững tâm hồn lạc quan, tiếp tục học hỏi và điều chỉnh bản thân ở trạng thái thích hợp nhất không có công việc nào kéo dài mãi mãi. Gia tăng năng lực cạnh tranh của bản thân không thua kém thế hệ trẻ, bạn mới có thể sống sót qua cuộc khủng hoảng tuổi trung niên một cách an toàn. 2. Áp lực về sức khỏe Tuổi thọ trung bình đã tăng lên, vậy tại sao tuổi trung niên vẫn khủng hoảng sống khỏe? Thực chất, việc một người sống đến 50 tuổi, 70 tuổi hay 90 tuổi thì đều không đem tới quá nhiều ý nghĩa khác biệt. Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện tuổi thọ trung bình của người Việt đã ở mức khá cao, hơn 73 tuổi nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 64 tuổi. Như vậy, mỗi người có khoảng gần 10 năm cuối đời, trung bình khoảng 11 năm đối với nữ giới và khoảng 8 năm đối với nam giới không được khỏe. Sống chung với các bệnh tật, người cao tuổi luôn phải đối diện với gánh nặng bệnh tật kép và thường mắc các bệnh mạng tính như mạch vành, huyết áp, tiểu đường, ung thư. Ngoài ra, còn các hội chứng đặc trưng ở người già như suy giảm nhận thức, lú lẫn, trầm cảm, suy giảm trí nhớ. Những người trung niên hiện đại phải đối mặt với chi phí sinh hoạt cao nên sẵn sàng đánh đổi tuổi thọ để kiếm tiền. Đồng nghĩa với việc sức khỏe của họ không ngừng giảm xuống cả về thể chất lẫn tinh thần. Do đó, chúng ta luôn phải biết cách tự cân bằng, điều hòa và vạch ra kế hoạch phù hợp nhất cho mình. Ngày 3, tiền càng ngày càng ít. Điều khiến người trung niên chăn trở nhất là họ đã dùng cả thanh xuân để kiếm tiền, nhưng đến tuổi già. Mất năng lực gia tăng tài chính, số tiền trong tay chỉ ngày một ít hơn. Con cái cần được đi học, kết hôn rồi sinh con, nhà cửa phải sắm sửa, các hóa đơn cần phải thanh toán. Giá cả tăng lên một cách lặng lẽ, công ty không tăng lương mà thậm chí ông chủ phải cắt giảm lương nhân viên, cha mẹ cần tru cấp để dưỡng già. Tất cả gánh nặng tiền bạc đó đều đè lên vai của một người ở độ tuổi 45 đến 55. Bên cạnh những tác động tiêu cực, khủng hoảng tuổi trung niên vẫn có những mặt tích cực trong cuộc sống. Một nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều người trải qua cuộc khủng hoảng càng có khả năng đồng cảm với người khác. Thậm chí, họ còn cho rằng đây là thời kỳ đáng nhớ và cần phải xảy ra trong cuộc đời của họ. Vì vậy, đừng quá lo lắng hay chạy trốn khỏi khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên. Thay vào đó, bạn hãy đối mặt, tìm cách vượt qua và cân bằng lại cuộc sống của chính mình. Theo Tu Tây